Hello, Lisa, cảm ơn. Kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm, 11 tây tháng 5, năm 2017. Cũng là ngày 16 tây tháng 4 âm lịch năm. Nhưng này là kêu bằng Đinh Dậu. Chương trình Khai Dân Trí số 141 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc, đó là Rừng Lá Thấp. Xin chào tất cả mọi người. Hãy subscribe cho
non nước tình hiền. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng khóc như chim trên vùng lá sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu nhường lính giữa rừng yêu lá khóc mà rồi. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Trời ơi, tôi cũng là một tay từng ca nhép chứ bộ không phải sao. Tôi ca nhép theo những đây là cái bản là mẹ nó ra tụi ca sĩ của Mỹ nó còn phải phục nữa. Nó Lisa đa tài đa nghệ như vậy đó, không phải giỡn đâu. Rồi, câu hỏi đầu tiên là: chị ơi là chị, có một người trước kia là cuồng hồ cuồng đảng, cũng là một dư luận viên, nhưng mà sự việc xảy ra ở khu C, trường nghề số 8 Bộ Quốc phòng, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Trời ơi chị ơi, anh này tên là Phạm Thái Dương, anh đã bị quánh gãy sống mũi rồi chị ơi. Ồ vậy hả, tội nghiệp dữ vậy. Trời ơi là trời, anh Phạm Thái Dương đòi lại công bằng, anh nói anh chưa vi phạm pháp luật, thậm chí anh đã từng ủng hộ đảng, anh đã yêu Hồ Chí Minh, vậy mà bây giờ anh bị chính công an đã đánh anh gãy sống mũi, cái mặt của anh như trái tuna rồi chị ơi. Trời ơi, anh ta nói suốt một cuộc đời anh tin vào pháp luật Việt Nam, mà bây giờ những kẻ đánh tôi lại là làm là ô uế đi lực lượng công an. Nó quánh gãy sống mũi vậy rồi mà em còn ngồi đó em tin tưởng cái gì hả? Em chỉ cần từ ở Bình Dương mà em lọt đi xuống dưới ở vấn đề là kêu bằng ở là miền Tây hoặc ở những nơi khác nó không biết em đi, rồi em ngon em làm gì đi, nó quánh cho em sình phổi luôn, nó cắt cổ em luôn, giờ này mà em còn tin tưởng cái gì nữa. À, bây giờ em hối hận chưa? Hối hận thì về đội của chị. Đây cũng là một bài học cho những em dư luận viên chó điên nha. Yeah. À. Chị ơi chị, nghe nói Phan Hùng đang trốn ở trong công an phường 13 quận Gò Vấp kìa chị ơi. Ồ vậy hả? Nó không dám ra ngoài đường chị ơi. Chị ơi là chị, bây giờ dư luận viên nó cũng bị quánh gãy lỗ mũi luôn kìa chị ơi. Đáng đời dễ sợ không chị? Ừ. Chị ơi chị, hôm nay là ngày 16. Chị hôm trước có nói mùng 2, 16 chị tụng kinh đó chị nhớ không? Hôm nay phòng thanh tra mất do đột quỵ khi đang đi thanh tra. Chiều 11 tây tháng 5 2017, ông Trần Quy Đức, chức thanh tra thành phố Đà Nẵng đã xác nhận là phó phòng thanh tra. Vấn đề là Đà Nẵng khi thực hiện công tác tự nhiên bị đột quỵ chết chị ơi. Trời ơi là trời. Vậy à. Chị ơi là chị. Chị cứ tụng kinh đi chị, hổm ra nhiều lắm. Trái chợ ở Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi gây thiệt hại hàng tỷ tỷ đồng kìa chị ơi. Ghê vậy đó à. Chị ơi, xe khách sao Việt va chạm với xe 7 chỗ ngồi ở tại Văn Yên, Yên Bái. Lái xe 7 chỗ ngồi đã tử vong tại chỗ chiều nay, ngày 11 tháng 5 luôn đó chị. Trời ơi, chị ơi ghê quá. Chị tụng kinh sao hay dữ vậy chị hả? Ờ. Vậy thì chắc là cái tin này là tin vấn đề là hay đó. Chắc là chị phải vấn đề là kêu bằng là tụng thôi. Bắt đầu lần hôm nay là ngày đúng rồi đó, chị tụng mới được nha. Ừ. Để chị tụng cái nữa quên nữa chứ. Để chuẩn bị tụng cho nó linh chứ thôi, còn nhiều cái tin tức dữ vậy. Hổm rài cũng là nhiều lắm đó, nhiều người chết lắm đó mà chị không có tụng, biết nay tụng mới được. Biết nay là đúng ngày mùng 6 đó, 16 đó nha. Ngày 16 nó linh dữ lắm. Để chị tụng. Hôm nay là ngày thứ 5, 11 tháng 5 năm 2017, nhằm ngày 16 tháng 4 âm lịch năm Đinh Dậu. Lisa sẽ tụng kinh để cho tất cả
những thằng chó đẻ theo chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam cuồng hồ cuồng đảng bị chết bách bắt kỳ tử, hãy trở về nghe kinh mà sám hối. Từ từ thời vô thị đến nay tất cả lũ cô hồn theo đảng bị vô minh che khuất tâm trí do phiền não nên tạo ra các nghiệp ác không thể tưởng tượng được tâm đời cộng sản. Những thằng chó đẻ công an hoặc cảnh sát giao thông đã tự nhiên đâm đầu vào xe chết bởi vì chúng mày đã gây nên biết bao tội ác hoặc sai đắm dục lạc sinh ra phiền não ham muốn. Bởi ham muốn mới gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc giận dữ bực tức đánh những người phản động cho họ phản động nhưng thật sự họ khôn hơn tất cả cái lũ súc vật chúng bay. Những thằng chó đẻ công an giận dữ bực tức sinh ra phiền não hãm hại người dân vô tội đánh chết người khi dân bị bắt vào đồn công an cắt cổ mổ họng. Hoặc tâm trí tội tâm sinh ra phiền não không hiểu rõ hoặc ngã mạng tự cao sinh ra phiền não ngạo nghễ binh vực cho thằng chó đẻ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản bởi vì chiếc áo công an. Cho nên những thành phần công an hỏng hách không biết chánh pháp là gì, ngu si vô trí tàn ác tham lam bụng xỉn tàn ác giả mang cắt cổ người dân vô tội hoặc nghi ngờ. Chánh đạo sinh ra phiền não do dự chỉ biết tôn thờ thằng chó đẻ xuất vật Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc bác. Không nhân không nhận sinh quả báo phiền não tà kiến cho nên tà kiến bởi vậy chúng bay bị chết quan bị đột quỵ mà chết. Hoặc không biết thân cảnh do nhân duyên giảng hợm sinh ra phiền não chấp ngã hoặc mê lầm trong tà thuyết cộng sản. Cho nên chúng bay sản sinh ra phiền não chấp thường chấp đoạn hoặc gần gũi tà thuyết cộng sản sinh ra phiền não kiến thủ. Tất cả những thằng công an, những thằng nào đã vô ngành công an nhân dân, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, công an giao thông, tuổi bay chuẩn bị coi chừng u hồn các đảng âm binh đại càng thần hoàng bộ cảnh hôm nay 16. Tất cả những vong hồn nào chết trong tay của cộng sản hãy lên xô cộng sản vào trộm tất cả bị tai nạn. Cho nên những kẻ nào đã đi vào ngành công an hoặc là đảng viên mà vẫn còn ngu si vô trí hoặc theo lầm tà thuyết cộng sản đã sinh ra phiền não giới thủ cho đến do tất cả bốn món chấp thành ra phiền não chấp sai lầm. Ngày nay tất cả âm binh đại càng bị chết tai nạn là do công an, nhân dân, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông phải nên về để xô đầu. Những thằng chó đẻ công an vào xe cho nó chết bắt bắt kỳ tử hôm nay. Những thằng tụi bay đã chết rồi tụi bay thấy không, tụi bay theo đảng đảng có binh vực tụi bay không. Cho nên hôm nay 16 hãy về đây để cầu xin sám hối với Ly Xà Phạm trong chương trình khai dân trí đi các con để không thôi. Các con bị đọa vào địa ngục A Tỳ không có ngày chui lên. Tao tụng cho hôm nay 16 đó, những cái vong linh mà của những cái con chó mà đi theo đảng đó ha, tao tụng bữa nay là phải về, hổm rài chết quá nhiều rồi, lửa cháy cũng quá dữ rồi nha. Lại từ vô thị đến nay bởi những kẻ cộng sản đã bo bo đi lấy đất cát của người dân. Bởi không hiểu được sáu căn sáu lực cho nên phiền não buông lung. Bởi những thằng công an cộng sản đảng viên là những lũ vô thần bởi vậy làm những việc xấu xa độc ác sanh ra phiền não bất nhân bất nghĩa. Bởi vì lũ chó đẻ công an cộng sản làm biến làm nhát tệ nải chỉ biết hút máu người dân cướp giật. Cho nên sinh ra phiền não không siêng năng chỉ biết hút máu dân lành bởi vậy cho nên những thằng chó đẻ trong đồn công an cứ sống lông nhông sinh ra phiền não giác quán. Bởi lũ xuất cảnh mê hoặc sinh ra phiền não không hiểu biết ngu si đi theo tà thuyết cộng sản bởi bị thằng tổng lú xỏ mũi. Bởi vì lũ chó đẻ cộng sản miền Nam đã thêm gieo thối xấu ở đời sinh ra phiền não nhân quả. Bởi vì những thằng chó đẻ cộng sản không biết tin tưởng những lực nhân quả cho nên bây giờ hút máu của người dân.
Rồi bây giờ bài đã kêu vợ con làm từ thiện, nhật thằng công an chó đẻ tụi mày có làm từ thiện thì cu hồn cũng kéo lưỡi tụi bay. Sau khi tụi bay chết rồi thì là mái cài và trâu sẽ cài lên lưỡi tụi bay, chim sắt sẽ móc mắt tụi bay, chó sắt sẽ cắn tụi bay, chuột sắt sẽ chui vào bụng của tụi bay, khoét ruột khoét gan tụi bay ra tụi bay. Đừng giả bộ làm từ thiện. Ly xà nghe nói rằng những thằng chó đẻ tụi bay cướp của người dân, rồi bây giờ tụi bay sợ tụi bay cho vợ cho con tụi bay vào chùa quốc danh cùng với ma tăng làm việc thiện, nấu cháo đem lên bệnh viện cho người nghèo ăn, nhưng mà không rửa được tội ác tài trời theo tà thuyết cộng sản đâu. Những con chó còn sống hãy quay đầu lại là bờ, còn những thằng chết rồi thì bây giờ phải quỳ đó mà nghe ly xà cúng cu hồn cho tụi bay. Hôm nay nếu linh thiêng thì phải nghe lời ly xà xô đầu những thằng dư luận viên, hoặc là xô đầu những thằng nào tàn bạo ác độc cắt cổ người dân, giết người dân, đánh người dân, tâm đồn công an phải cho chết bắt đắc kỳ tử cho ly xà. Trời ơi, tao tụng cái bộ kinh hôm nay là nó quá dữ dằn luôn rồi đó. Tao nói là dữ như con thằng lằn luôn rồi đó. Chết tụi bay rồi đó. Tao thằng nào đi đó. Tao cho tụi bay bưng bô. Hả? Tao cho tụi bay bưng bô cho đảng đỉ đi. Bưng bô cho tà thuyết cộng sản đi. Hả? Tao nói hồi hôm này mới có 15 thôi. Là cái thằng mà cảnh sát giao thông mà tự động tông vô trong cái xe tải chết. Tao nói gặp tao khóc quá trời luôn. Đối trời ơi là trời. À, lúc mà còn đương thời thì mặc cái áo công an bắt đầu là đi theo cái lội mà vấn đề là kêu bằng là quỷ chùa. Đi theo ngu ma dương. À, đi theo yêu tinh. Rồi tới chừng chết nó đâu có cứu tụi bay đâu. Bắt đầu là chạy lại khóc với Lisa hồi hôm này. Bây giờ đối mẹ nó rồi kìa. Trời đất quỷ thần ơi, gia đình của thằng này cũng thuộc về là ăn ruột cũng rùa, nghe lời của yêu tinh đâu có thèm cúng kiếm mẹ gì. Cho nên thằng cộng sản nào chết ha, tao nói trời ơi là trời, canh me tới mùng 2, 16 là bắt đầu là xếp hàng lớp lớp vậy đó, để mà ly sàn cúng cổ hồn cho ăn kìa. Trời ơi, nó đông lắm các bạn ơi. Lisa cúng mà đến nỗi là Lisa phải là kêu bằng là kiết ứng mà phải đọc một cái câu là biến thật chân ngôn. Tức là các bạn biết là biến thật chân ngôn, tức là đồ ăn ít phải biến ra cho hàng ngàn đồ ăn vậy đó. Bởi vì khi Đức Phật Thích Ca mà dưới đây là đắc đạo rồi đó, là quỷ dương mà đối đó, quỷ đối nó tới đông lắm, cho nên Đức Phật không có gì mà để mà cho tụi nó ăn, thấy nó đối thảm thương quá, cho nên Đức Phật mới là đọc một cái câu chú đó là biến thật chân ngôn, tức là Nam Mô Tắc Phạt Tắc Tha Nga Đa Phạ Lù Chi Đế Ác Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Đây là câu thần chú biến thực chân ngôn để mà đồ ăn ít nó biến ra hàng ngàn đồ ăn nhiều. Cho nên Lisa cúng cô hồn, Lisa chỉ có để nhưng mà là nửa chén cháo thôi. Rồi Lisa đi ra đó, Lisa cũng là để vô trong một cái chung chỉ có ba hạt cơm ở trong trọng. Nhưng mà Lisa kiết ứng, Lisa biến cho tất cả những cái đồ ăn này, những cái gạo thóc này nó trở thành là những là rất là nhiều để cho cu hồn các đảng nó ăn nó. Bởi vậy mà khi mà Lisa mà tối nay mà ra rồi đó, tao nói nó xếp hàng lớp 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 ở ngoài ngoài cho nên tụi bay chuẩn bị đi, tụi bay theo cái tà thuyết cộng sản đi nha. Lisa nhận được là mấy cái thằng chó đẻ mà vấn đề là kêu bằng á hả, ở tại Việt Nam nó đi vấn đề là cướp nhà, nó ăn tiền rủng rỉnh, nó giàu rồi, bây giờ nó sợ nhân quả quá, nó kêu vợ con nó vô mấy cái chùa quốc danh đó để mà cầu nguyện ở trong trong. Không có linh đâu, chùa đó toàn là những thằng ma tăng không à. Đã gọi là tu hành đó là mình phải dõng mãnh. Tại sao mà Đức Phật nói rằng dõng mãnh, phải dõng mãnh mà không dùng chữ dũng mãnh. Dũng mãnh là chỉ dùng cho ở ngoài đời đi đánh giặc, còn ở trong nhà Như Lai, đầu đội Như Lai, mặc áo Như Lai là phải dõng mãnh. Dõng mãnh tinh tấn là gì? Là phải bảo vệ chánh pháp, chứ không phải tu mà giống như ở Việt Nam mà cái lũ ma vương, cái lũ mà quỷ, cái lũ xà tinh, cái lũ yêu tinh nó vô trong chùa, nó bắt đầu lên trên chánh điện để nó bán bổ Phật pháp, nó đem thằng Hồ Chí Minh lên trệt mà bắt đầu là quỳ lại nó đâu. Giáo bộ chúng ta là mấy ông ở Việt Nam, ôi hay làm gì, làm tôi tu tôi chỉ ngồi lập thân thôi, vậy là ngu, vậy là ngốc,
Tu vậy là tu làm gì? Tu mà để cho yêu tinh nó vô, rồi có những cái thằng quốc danh mà đặt vô, trời ơi, lấy ma vương làm bạn đạo, lấy ma quân làm bạn đạo. Hiểu được ma vương, hiểu được ma quân không? Ma quân, ma vương là nó cũng biết chánh pháp, nó cũng biết tu, nó cũng biết nghe kinh của Phật, mới lấy nó làm bạn đạo. Còn cái lũ Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái lũ yêu tinh. Yêu tinh nó khác với ma vương, nó khác với ma quân nha. Cho nên đã gọi là yêu tinh rồi, tức là nó đem thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, nó đem thằng súc vật này để mà đưa lên chánh điện, ngồi trên đầu của Phật Thích Ca, trên đầu của Tam Thế Phật, để mà bắt mọi người quỳ lại nó. Mà mấy cái thằng đầu trọc quốc danh ở Việt Nam cứ rằng nghĩ rằng ơi, mình không có lên tiếng được, mình không có nói được những cái sự việc quái đản như vậy, mình không nói được, bởi vì mình tu là mình cứ tịnh đi, mình cứ làm thinh đi. Cái đó là ngục, cái đó là những kẻ xiển đề. Cho nên nếu Lisa là những người hòa thượng ở tại Việt Nam, hoặc Lisa là những ni sư ở tại Việt Nam, thằng nào mà đem hình Hồ Chí Minh lại, Lisa đem ra ngoài sao để ngay tức khắc, không để trên chánh điện. Lễ Phật Đản là treo cờ của Phật Đản, chứ không phải lễ Phật Đản mà để ông Phật Thích Ca, rồi để cây cờ máu tháng, cây cờ đỏ đó để mà cặm lên ngay chân chỗ ông Phật Thích Ca. Các bạn nhìn thấy không giống ai. Lễ Phật Đản mà ra ngoài đời, người ta chụp cho Lisa coi, người ta nói nè chị ơi, coi nè, coi nè, coi quỷ nè, tự nhiên cây cờ máu tháng mà bây giờ tự nhiên lễ Phật Đản nó cũng cầm luôn. Rồi thậm chí rước lễ Phật Đản một bên thì cầm cây cờ đỏ máu tháng, cây cờ giết người, giết dân tộc Việt Nam. Rồi một bên kia thì vẫn đây là kêu bằng là cầm cây cờ Phật Đản. Đây là một cái lũ quế, một cái lũ yêu tinh, một cái điểm đế là phải giết từ. Nha. Tu tức là mình không còn coi, mình xong còn sợ chết nữa. Cho nên mình tu là mình để bảo vệ chánh pháp. Hãy đọc cái kinh mà vấn đề là của, vấn đề là kêu bằng đó là Pháp Hoa đi. Đọc cái quyển mà của Dược Vương, Dược Thượng, Dược Vương Bồ Tát đi. Coi coi những cái ngày này đã vấn đề là ủng hộ chánh pháp đến nỗi mà tự đốt cánh tay của mình, đốt thân mình của mình để mà bảo vệ chánh pháp. Biết bao nhiêu ngàn kiếp như vậy, người ta không sợ tới mức độ như vậy. Người ta chấp nhận để mà đem thân mình người ta ra, để người ta đốt, để mà người ta làm đèn, để mà ủng hộ chánh pháp. Chứ đâu phải tu mà gục cái đầu xuống, đâu phải tu mà ngu ngục, đâu phải tu mà phải đem thương cái thằng chó đi á. Nhưng đây là kêu bằng là yêu tinh Hồ Chí Minh lên đâu. Cho nên tất cả giáo hội Phật giáo Việt Nam là một cái lũ tà thuyết. Cái ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nghe những lời của Lisa nói. Đã gọi là tu theo Thế Tôn, vào nhà Thế Tôn, mặc áo Thế Tôn, đầu đội Thế Tôn, thì không thể để cho yêu tinh đi vào để quấy nhiễu, để bác bỏ Phật Pháp được. Nha. Không làm cái điều đó được. Đừng có lòng chánh trị vào. Đừng có giả bộ. Chúng đây là đem chánh trị vào trong tôn giáo. Đó. Những cái thằng mà bấn bô cho Đảng Cộng sản. Nha. Trong clip nhập nhèm thiếu ánh sáng do an ninh và các cố vấn an ninh của Tàu Cộng tại Vĩnh Long đã cố tạo lên và cố dùng kỹ thuật ghép hình ảnh. Nó chỉ lừa được những vị chức sắc hòa hảo, thuần tí, mắt mũi nhá nhem và những người không biết gì về kỹ thuật cắt ghép công nghệ thông tin cao của Tàu Cộng. Cho nên bọn an ninh Tàu Cộng thừa biết sẽ bị lộ nên không dám công khai. Họ được Cục Tình Báo Hoa Nam phái sang tạo bằng chứng giả, bằng kỹ thuật cắt ghép tinh vi. Chính những tên cố vấn an ninh Tàu Cộng đang ở cơ quan an ninh điều tra tỉnh Vĩnh Long đã cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn. Chúng muốn khủng bố người dân Việt Nam và các nhà đấu tranh. Chúng muốn xem phản ứng của người dân Việt Nam có sức kháng cự và tình đoàn kết mãnh liệt hay không. Bởi vì gần tới năm 2020, Cộng sản Việt Nam đã bàn giao hoàn toàn đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Cho nên chúng cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn là để thăm dò dư luận và cùng nhằm đe dọa phe nào ở tại miền Nam, chẳng hạn như phe của Nguyễn Tấn Dũng là 3S,
ở miền Nam và những đảng viên cộng sản đã bất mãn Nguyễn Phú Trọng, tức là Trọng Lũ, đã một và một số sĩ quan quân đội bị tước quyền và được Nguyễn Phú Trọng giao cho những binh quyền trọng yếu cho các sĩ quan của Tàu Cộng. Các sĩ quan người miền Nam lần lượt bị đổi đi làm những việc không quan trọng, thay vào những nơi trọng yếu và quan trọng bên quân đội ở miền Nam. Và ngành an ninh Việt Nam đã xuất hiện những sĩ quan của Tàu Cộng giỏi ngôn ngữ Việt và nắm tình hình chính xác 100% do một số sĩ quan người miền Nam cung cấp. Họ sợ phe thân Tàu Cộng của Nguyễn Phú Trọng và họ sợ bị giết và thủ tiêu bởi những tên an ninh và tình báo qua Nam nó đã âm thầm vào được ở miền Tây. Tức là người ta, một cái người, người ta ẩn tin, người ta ẩn danh, người ta cho Lisa biết một cái tin là nó như vậy. Tức là bây giờ thằng Tàu Cộng nó giả bộ, nó đem qua, tại vì nó đã đem anh Tấn này vô, nó đập đầu, nó đánh, nó tra khảo chết rồi. Bây giờ nó mới làm một cái chuyện mà rợn người, tức là nó thi hành, nó phải cắt cổ để nó hù dọa, hoặc là nó dọa xem coi, coi vấn đề là người dân đạo Phật giáo hòa hảo có đứng lên mạnh mẽ hay không. Giống như là nó cứ bằng đó là, vấn đề là cứ bằng đó là đuổi hổ để dọa bò vậy đó. Cho nên nó coi coi người dân ở miền Nam coi coi có đứng lên được hay không. Nếu cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn này mà cả một vấn đề là Phật giáo hòa hảo, toàn bộ dân ở tại miền Tây, toàn bộ người dân ở Vĩnh Long, toàn bộ dân cả nước không ai phản ứng gì hết, thì trong tương lai nó sẽ sang để mà nó cắt cổ từng người, từng người, từng người, để mà nó đem qua bên kia nó mổ nội tạng. Nó khốn nạn như vậy đó, chứ không phải là những đây là tự động nó dựng lên một cái màn để mà nó cắt cổ anh những đây là Nguyễn Hữu Tấn này, mà các bạn nghĩ rằng nó đơn thuần đâu, không phải là nó gian ác đâu, nó muốn hù dọa những người dân ở tại Việt Nam. Cho nên những người dân nào ở tại Việt Nam, con em của mình đã bị bắt rồi, hãy nên nghe lời thông điệp của Lisa mà kêu nó ở trong tù, nếu cần là phải nói vậy, là phải phá ngục tù, là phải giết những cái thằng chó đẻ ở trong tù, cán bộ quản giáo giết hết, cùng là những đây là cái bằng tao chết. Ông Vương Văn Thả cũng vậy, sau khi chị Lisa đã hiến kế, bây giờ cả gia đình của ông Vương Văn Thả vẫn tự thủ cho tới cùng. Chị còn nhận được là bây giờ đó là những cái phái đoàn người ta chuẩn bị, người ta làm việc, cho nên nó làm việc với công an An Giang, cho nên bây giờ nó ra lệnh cho cái lũ đầu trâu mặt ngựa tại An Phú, huyện An Phú không dám bao vây nhà ông Thả nữa, giả bộ ngó lơ. Nhưng mà xa xa khoảng 100 mét là nó vẫn ứng đó để nó qua lại, mà nó không có đông, nó chỉ có một hai người. Nó đi đến từng nhà, nó nói rằng thôi đừng có tới nhà ông chửi bới nữa, đừng có chọi đá nữa, hãy sinh hoạt bình thường. Cho nên người dân bây giờ ở tại An Phú, ở trước nhà ông Thả bây giờ không còn một mạng nào. Tuy nhiên nhà cửa thì nó đã đập, nó đã phá, nó đã làm tiêu tùng hết trơn. Nó đã làm tiêu tùng hết trơn. Tụi bay đừng có hòng mà tụi bay đụng, hoặc là tụi bay kiếm chuyện, tụi bay vô tụi bay bắt một người trong gia đình của ông Vương Văn Thả. Tất cả gia đình của chú Vương Văn Thả nghe lời của Lisa. Bây giờ toàn thế giới nó đã nhìn vào Việt Nam rồi. Cho nên nếu mà nó vào nó bắt một người, hoặc nó xé lẻ một người, dù cho nó bắt được cũng phải vào đồn công an, tự đập đầu mà chết, tự giết chết, tự uống máu mà chết, tự cắt cổ mà chết, tự đánh cái mặt của nó mà chết. Bởi vì chết trong đồn công an là do lũ chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam, nó thanh trừng, không bao giờ đi theo nó, không để cho nó khống chế được, giết được cứ giết. Tất cả toàn người, chính người phải giết. Cho Lisa, bây giờ đó là Lisa đã làm việc và mọi người người ta muốn đi xuống để người ta thăm gia đình của chú Vương Văn Thả, người ta muốn đi vô. Có một hai người người ta cũng đã đi ngang qua rồi, nhưng mà người ta nói nhà của chú Vương Văn Thả đóng cửa. Tụi bay đó, cái đám cộng sản tụi bay đó, tụi bay không muốn cu mang gia đình của ông Vương Văn Thả nữa, thì tụi bay phải làm. Tụi bay đừng bao giờ đụng, bắt một người nào, bắt là tụi bay chết mẹ tụi bay liền người ta. Phải can đảm, phải gan dạ lên cho Lisa. Tới nước này tất cả những em mà nằm trong chương trình ba sạch của chị cũng phải gan dạ.
Nếu lỡ bị bắt vô cũng phải nói với những anh em nào mà vấn đề là kêu bằng nghe lời của Lisa, phải đánh từ trong ngục tù của cộng sản đánh ra. Đáp yêu tinh nó chỉ có giả bộ đem nhà tù để hù dọa các em. Các em không sợ yêu tinh, các em chết đi chị sẽ cầu siêu cho các em để các em về thế giới Tây Phương cực lạc. Nơi cực lạc các em không còn cảnh khổ đau nữa. Bởi vì cực lạc quốc độ là một nơi thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên cực lạc quốc độ ngay cả cái tên đường dữ còn không có. Chứ đừng nói chi mà vấn đề là có những cái điều mà vấn đề là kêu bằng là khổ. Ngay cả một con đường mà ghi cái tên khổ đau cũng không có. Cho nên các em mà đã làm được một cái việc mà đã cho nước Việt Nam của mình như vậy thì công đức của mọi người vô lượng. Cho nên các em mặc dù các em không cần phải chết, các em không tự sát, nhưng mà nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam yêu tinh nó khốn nạn như vậy là phải đổi mạng với nó. Để các em về cực lạc quốc độ. Cực lạc quốc độ là nó gồm có tất cả những giống chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Ca Lăng, Cộng Mạng, Tần Già. Sáu cái loài chim này là nó tượng trưng cho là kêu bằng là những cái vấn đề là kêu bằng là ngũ lực, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Những cái loài chim, sáu cái loài chim này nó sẽ hót những tiếng rảnh rang ở thế giới cực lạc quốc độ. Ở cực lạc quốc độ nó không có khổ như ở tại Việt Nam bây giờ. Cho nên những người nào mà ngu xuẩn mới ở trong cái lũ yêu tinh cả Đảng Cộng sản. Bây giờ người nuôi heo người ta cũng đang đau khổ. Kể cả bây giờ đó, thịt heo, người bán thịt heo cũng đau khổ, các bạn thấy không? Có một người hôm qua vô, vấn đề là cho Lisa cái tin đó, là bây giờ trong những cái trường học đó, bây giờ nó hà tiện á, nó không có đi mua heo, bởi vì heo nó bỏ ở ngoài đường, cho nên nó lại ban đêm á, nó lại cho những em học sinh, hoặc là nó cho những người nhà nó nắm cái giò của những con heo mà bị vứt ở ngoài đường đó, lôi vô trong trường, rồi bắt đầu tự xẻ ra, bắt đầu giấu lên trên tủ lạnh để mà nấu cho mấy em ăn. Có nhiều đứa người ta nó vô về nói đó, mấy đứa nhỏ nó có biết con mẹ gì đâu, cho nên giả bộ để cái loại thuốc tẩy vô để cho nó bán mùi. Nhiều con heo chuẩn bị sình rồi đó, mà nó cũng đem vô để mà chuẩn bị nó chế biến nào là nó nấu. Bây giờ ở trong trường học đó là toàn bộ là kêu bằng hả, ăn toàn là heo chết được không? Các em thấy khổ không? Cho nên ở trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam giống như đang ở trong một cái địa ngục A Tì, không có cái gì gọi là sung sướng cả. Chỉ có những kẻ mà ham ở nước Việt Nam, ham ở lại Việt Nam, đây là những kẻ xiển đề, tức là những kẻ ngu si, những kẻ hám độn, ác độn, ngu độn. Chị là người không biết kiếp trước có muôn ngàn kiếp trước, không biết chị có căn tu không. Cho nên chị chỉ sống với một cái loại yêu tinh có 9 năm trời, chị hiểu được chế độ của nó rồi. Chị bay qua bên phương trời Tây Phương này, chị ở gần 20 năm ở bên đất Tây Phương này. Phải nói rằng đây là một phương trời, phải nói đây là Tây Phương cực lạc ở cõi đời. Nhưng mà chị cũng chưa có chịu đâu. Chị phải nguyện làm sao mà về cái cảnh giới mà vấn đề là bồng lai ở trên đó nữa. Tức là khi lên được cực lạc rồi, các em sẽ không đi vào con đường sinh tử nữa. Bởi vì cực lạc nó đã xa rời cái sự mà vấn đề là sinh tử rồi, không có trở lại làm kiếp người. Cõi trời các em cũng có thể bị đọa xuống để làm lại đầu thai làm kiếp người. Cõi Atula cũng còn trong dòng sanh tử. Cõi người của mình cũng còn trong sinh tử. Cõi ngạ quỷ cũng còn trong sinh tử. Cõi súc vật cũng còn trong sinh tử. Và cõi địa ngục cũng còn trong sinh tử. Cho nên sáu cái cửa, sáu cái cửa này đều phải đi vào sanh tử. Bởi vậy mà cho nên những người nào mà u mê mà còn ở Việt Nam mà cho rằng là sung sướng, cho rằng là ở với cái đảng khốn nạn, ở với cái đảng độc tài là yên vui, các em thấy có yên vui không? Các em đi ra ngoài đường, cái mạng của các em không biết chết lúc nào, các em có yên vui không? Các em ăn đồ độc, toàn là ăn những cái thức ăn mà vấn đề là độc hại không? Nó không biết giết các em đau đớn như thế nào, trợn trồng, trợn trắng lên như thế nào, môi mỏ sùi bọt mép ra làm sao? Các em thấy không? Các em ở với một cái chế độ mà thằng chó đẻ ma đầu, cái thằng yêu tinh đầu tiên là thằng khốn nạn, thằng súc vật, thằng Hồ Chí Minh là một cái thằng mà ngu ma dương, một thằng quỷ chùa, một thằng khốn nạn, một thằng yêu tinh, thì các em thấy như thế nào? Rồi bây giờ nó sanh ra một cái lũ khốn nạn, một cái lũ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các em thấy nó như thế nào? Các bạn thấy như thế nào?
Ở trong đất nước Việt Nam chả có cái gì gọi là vui cả. Ở trong đất nước Việt Nam chả có cái gì gọi là trường tồn vĩnh cửu cả. Ngay cả nhà cửa các em ở mã mồ ông bà các em có từng cả mấy chục năm, mà bây giờ yêu tinh nó ra lệnh là nó ủi mẹ hết trơn. Vấn đề là phần mộ của ông bà của tổ tiên, để mà nó xây những cái vấn đề là kêu bằng đó là cơ sở của cho bác cho thằng Tàu. Có cái gì gọi là vấn đề là vĩnh cửu vui hay không? Hả? Bây giờ ở tại Kiên Giang thì nghiêu sò ốc hết cũng là ngửa bụng lên mà chết. Đây là một cái nơi mà kêu bằng là đốt đau khổ nhất, không có gì gọi là vui cả. Lisa ở bên đất nước tự do, ở bên phương trời Tây Phương này mà Lisa còn nhàm chán. Mặc dù ở bên đây đồ ăn được kiểm duyệt, tất cả mọi thứ đều có hết, mà Lisa còn không, còn cảm thấy mình chát đời. Chứ đừng nói chi ở Việt Nam. Bởi có người tự nhiên vấn đề là đâm đầu để mà đi vào địa ngục, chạy về Việt Nam để mà ở, ở chung với mọi người đông cho nó vui. Cho nên những người đó là căn tánh của họ nó quá chậm rồi, cho nên mới để vô như vậy đó. Ở bên đây đó là thiên đường hữu lộ thì không ai dám đi vô. Biết bao nhiêu người ở Việt Nam người ta mong người ta đi vô Mỹ, người ta không đi được. Trái ngược lại, những kẻ qua bên đây rồi thì lại đâm đầu muốn trở về sống ở địa ngục. Về bên bển một thời gian rồi rốt cuộc rồi bệnh ăn đồ độc rồi bắt đầu tìm cách để mà chạy qua bên đây, để mà nhờ bên đây cứu chữa, nhưng mà cứu đâu có được. Đã tới cái nước mà kêu bằng là ngục, lục ngũ phủ tạng nó tan tành nó trơn, sao mà cứu? Sao mà cứu được? Nha, không có cứu được đâu. Chào cô Lisa ơi, con xin thông báo với cô là Campuchia nó đang tập trận bằng đạn thật, cách biên giới An Giang chỉ có 10 km thôi, gần vành đai Kon Tum cũng đang có những cuộc tập trận rần rần rộ rộ, ở tại Tây Ninh cũng vậy, hầu như dọc đường biên giới cho tới Sài Gòn, thành phố Hồ Chó Đẻ cũng là điều lính Campuchia nó đang tập trận đó cô. Ừ. Đất nước Việt Nam xong rồi đó. Đất nước Việt Nam xong rồi đó. Cô ơi cô, xin mời cô giúp đỡ cho ba của tôi. Bởi vì ba của tôi tên là Võ Văn Cang. Ông sinh năm 1938. Ông ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông ở nơi thường trú là ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông là thương phế binh. Ông không có nhận được một sự giúp đỡ nào cả. Bây giờ ông chỉ cần mọi người, bạn bè quan tâm đến thăm ông. Số điện thoại của ông là 0985 524011 để gặp ông. Còn riêng tôi thì con gái của ông và con của ông, số điện thoại của tôi là 0985 930184. Rất cảm ơn Lisa, mong Lisa nói đến mọi người để giúp đỡ gia đình của tôi. Nếu các bạn nào ở Bà Rịa, Vũng Tàu thì cũng gọi hai số phone này để tới an ủi. Vấn đề là một người mà vấn đề là kêu bằng là đã ngã ngựa, đã là thương phế binh trong cái thời mà chiến tranh loạn lạc đau thương, thì đến để mà thăm, để mà vấn đề là an ủi. Vấn đề là những cái người giống như thế này nha. Đó. Nhiều người ở Việt Nam người ta mong để người ta đi qua đây mà đâu có đi được. Giống như gia đình của ông Vương Văn Thả, người ta mong để người ta chạy qua bên cái phương trời này người ta ở mà đâu có được. Còn những cái lũ mà ở Việt Nam mà nó có quyền, có chức đó, các bạn thấy báo chí bên này đăng đó, học ra trường rồi đa số là trên 65% phải có tiền, phải có lốt, phải có quen biết mới có công ăn việc làm. Chứ các bạn ra trường mà các bạn cầm một cái tấm bằng ra trường rồi các bạn đi xin việc làm mà các bạn không quen biết, không có thủ tục đầu tiên tức là tiền đâu, thì kể như các bạn sẽ không bao giờ có công ăn việc làm ở tại Việt Nam. Một cái chế độ như vậy, một cái xã hội như vậy có đáng sống không? Không, không đáng sống. Không có đáng sống. Chào chị Lisa, bọn Tàu Cộng nó khôn lắm chị ơi. Bây giờ tụi nó bắt đầu cho xây dựng những cái xí nghiệp lớn. Ở trong những xí nghiệp lớn toàn là đem những bao tải vô. Có một số người khuân giác cho biết rằng toàn là súng.
đạn của tụi nó không? Chúng nó đang thuê lại những cái kho chứa toàn là đồ của tụi nó, bất khả xâm phạm, kể cả công an cũng không được vào để kiểm tra. Nhìn vào không ai biết cả. Tại công ty Việt Nam, tại công ty Cầu Tre ở quận 6, có mấy cái kho của Tàu Cộng, ở trong đó chứa toàn là vũ khí không? Mọi người làm và khiêng vào để trong bao cát, mọi người cho biết toàn là vũ khí không? Nhưng mà công an và những người ở đó thì không bao giờ biết được và không bao giờ biết mảnh tới. Ở quận 6 hả em? Tụi bay thấy hay không? Ngày xưa đó tụi bay lấy tin tức từ người dân, thì bây giờ Lisa cũng lấy tin tức từ người dân. Những cái thằng chó đẻ ở quận 6 tụi bay làm gì biết những cái kho của thằng Tàu này. Vậy mà người dân người ta đi làm ở trong đó, người ta đưa cho Lisa coi những cái tin. Lisa lên đây nói cho tụi bay nghe để tụi bay chuẩn bị, tụi bay phải cảm ơn Lisa. Nhưng mà tụi bay ngục, tụi bay ngu, tụi bay nghe lời tình báo qua Nam, rồi những cái thằng chó đẻ an ninh mạng đó bắt đầu là đi vô để mà phá cái chương trình của Lisa. Để tụi bay chả biết con mẹ cho nó, tới chừng mà nó nổi lên, nó đánh úp, nó diệt chủng hết người dân Việt Nam, lúc đó cái mạng chó của tụi bay cũng không còn. Tụi bay ngu, tụi bay ngục là nó như vậy đó. Sau khi nó vô nó giết hết người dân Việt Nam rồi, tụi bay làm gì? Tụi bay đứng lên tụi bay chống nổi nó không? Lúc đó tụi bay kêu gọi được không? Mà ngục. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em gửi tin nhắn cho chị mà hai hàng nước mắt của em rơi xuống chị ơi. Chị ơi, em cũng ở An Giang, quê của chị nè. Ngay tại chùa Bà Chúa Xứ, từ xưa tới nay bà con sống bằng nghề buôn bán, mà bây giờ nó tự nhiên nó rào cẩm lại hết chị ơi. Bà Chúa Xứ giống như bị ở tù vậy đó chị à. Dân đen tụi em bây giờ khóc ra máu luôn chứ không phải ra nước mắt. Ngày ngày đói khổ nên sinh ra tệ nạn xã hội đầy dẫy chị ơi. Nào là trộm cướp, nào là lừa gạt, nào là giật dọc. Tụi công an nó không cho buôn bán, tụi em không còn con đường sống nữa rồi chị ơi. Là chị thở đời nay với bà trong những dịp tháng tư này, mà bây giờ nó rào dậu lại hết, nó không có cho ai buôn bán một cái gì cả chị ơi. Là chị ơi là chị đó, các bạn thấy rồi đó. Bây giờ ngay cả bà Chúa Xứ ở núi Sam mà bây giờ nó cũng là lấy hàng gào chè kẽm gai để mà nó rào lại, nó không cho người ta buôn bán ở trong khu vực đó luôn được. Không phải yêu tinh là gì. Bà Chúa Xứ giờ chắc bà chạy mẹ nó qua ở bên vấn đề là kêu bằng là Campuchia bà ở. Bà đâu còn ở tại núi Sam nữa. Bởi vì cái loại yêu tinh nó mạnh quá cho nên bà Chúa Xứ đâu có làm lợi lũ yêu tinh đó đâu. Ngày xưa thì còn linh thiêng chứ bây giờ nghe nói bà Chúa Xứ bây giờ bà đạp đồng về, bà nói rằng là bây giờ một cái lũ yêu tinh của Việt Nam nó ghê gớm quá, cho nên tao đi qua Campuchia, tao ở những cái núi nào bên Campuchia, tao qua bên tao lánh nạn, tao ở bên tao không ở được ở, tao ở núi Sam ở châu đốc nữa đâu. Bởi vì loài yêu tinh nó quá trời quá đất vậy đó. Bây giờ nó kéo hàng kẽm gai để mà nó bao vây lại, nó nhốt bà Chúa Xứ vô ở trong những này là kêu bằng là tù luôn rồi đó. Đó, các bạn thấy chưa? Cái lũ yêu tinh, cái lũ ma quái, cái lũ những đây là cái bằng khốn nạn đó vậy. Em chào chị Lisa, em tên là Lương Hồng Loan. Chị ơi, em nhờ chị giúp em một việc được không chị? Em muốn tìm ba người thân ở bên Mỹ. Em tìm ba người dì ruột của em. Em nhờ chị giúp cho em. Em biết tiếng nói của chị rất lớn và quyền lực vô cùng tại đất Mỹ. Em thương ngoại em lắm. Vì lúc ngoại em còn sống mong gặp ba người dì của em lần cuối cùng nhưng không gặp được. Giờ em nhờ chị giúp em, chị lên chương trình chị nói tìm ba người dì của em, nếu có gặp được về thắp cho ngoại em một nén nhang để ngoại em ngậm cười nơi chính suối. Lúc trước ba người dì của em có về tìm nhưng làng xưa thay đổi nhiều quá và người dì của em đi lúc còn nhỏ nên không ai biết. Nhưng có thời gian có người ở Mỹ về nói dì em có đăng tin tìm nhưng đã quá lâu nên không biết được. Em tin là ba người dì của em cũng làm neo ở bên đó đó chị. Tên cha sinh là Võ Khắc Quang, sinh năm 1924. Tên mẹ đẻ là Lý Thị Hai, sinh năm 1925. Sinh ra ba người con sanh đôi song sinh tại bệnh viện Ba Xuyên, ngụ ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Mỹ Tú, tỉnh Ba Xuyên. Sinh ba đứa con vào tháng 8 năm 1971, đặt tên là Lý Phi Nga, Lý Phi Yến
và Lý Phi Oanh đã đưa cho bà Phước nuôi, rồi bà Phước đi nước ngoài dẫn theo. Giờ chị ruột là Võ Tuyết Như, Võ Thị Thu muốn tìm lại ba em, có nhờ người đăng tin tìm ba em. Có ai biết xin vui lòng liên hệ qua số phone này. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ để cho chị em gặp mặt. 0969 494558, 0166 4920235. Ở Việt Nam, gia đình xin chân thành biết ơn và hậu tạ. Đây là tên họ của ông bà ngoại em và ba người dì của em. Em mong chị giúp giùm em. Em xin thành thật cảm ơn chị rất là nhiều. Ba người dì của em đi qua đây chắc là tiếng Việt Nam không có rành. Nếu một người Mỹ đã nhận nuôi như vậy, chị nghĩ rằng ít bao giờ tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở bên đây lắm. Bởi bây giờ lên trên chương trình thì chị nói như vậy thôi. Chị mong rằng những người nào mà nghe chương trình của Lisa cũng sẽ, vấn đề là nếu mà biết được những người này ở đâu thì cũng nên liên lạc. Mong cho gia đình của mọi người đoàn tụ. Chiến tranh là nó như vậy đó. Bởi vì chiến tranh là trò chơi thô bỉ. Chiến tranh đã chia cắt ra, các bạn thấy rồi đó. Cũng bởi vì cái tà quyền cộng sản. Bởi chỉ vì thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, nó đi theo cái tà thuyết của cộng sản để mà nó du nhập vào Việt Nam, để gây ra cái cảnh mà tang thương, để cho phải gia đình phải ly tán như vậy. Bây giờ cũng tiếp tục thằng đảng Cộng sản Việt Nam, nó cũng khư khư nó theo cái tà thuyết cộng sản để mà nó bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Trong tương lai dân tộc Việt Nam sẽ không còn mà thất lạc như vậy, mà Tàu Cộng qua nó sẽ tàn sát diệt chủng hết, để mà nó mổ, nó lấy nội tạng của mọi người. Cho nên toàn dân Việt Nam phải ý thức, phải nghe những lời nói của Lisa, mà phải mạnh mẽ, mà phải ở ngoài đời là dũng mãnh, còn ở trong những cái nơi chùa chiền là phải dũng mãnh, mà phải diệt trừ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả những người ma tăng nào, tất cả thằng cộng sản nào mà gà những cái thằng mà nhậu nhẹt thịt thà ở trong chùa, toàn dân phải phát hiện ra, phải tố giác, phải đưa lên trên mạng cho mọi người nghe và coi, để biết cái chùa đó là chùa như thế nào. Thảo đây nè, trong chùa bây giờ mà cũng chơi thuốc lắc, rồi chơi thuốc lắc đã đời, rồi cầm dao chém một bà sư bà tu gần 100 tuổi chết, các bạn thấy khó nè. Bắt ra rồi nhìn con mắt đỏ hù le, đỏ lè y như là quỷ dữ. Chùa gì nữa bây giờ, nhìn thấy toàn là yêu tinh ở trong đó không. Cho nên Lisa vấn đề là kêu bằng là đúng ra Lisa là người tu, cho nên Lisa biết rõ ràng là mình không đụng tới những người tu, bởi vì mang rất là trọng tội. Nhưng mà đối với những người phỉ báng chánh pháp, đối với những kẻ mà xiển đề, đối với những kẻ mà ngu ngốc như thế này, Lisa phải nói. Nói để cho họ thức tỉnh. Nói để mà khai thị cho họ thấy. Để họ đừng có u mê, họ đừng có đem thằng chó đẻ ma đầu, họ không có đem thằng yêu tinh Hồ Chí Minh vào, mà để ngang trên chánh điện, để cao hơn Phật, để mà quỳ lại như vậy. Đó là quỳ lại yêu tinh. Cho nên khi chết là sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, đọa vào địa ngục vô giác. Đã gọi là tu rồi, đã là xuất gia rồi, đã giữ giới rồi, đã vào chùa rồi, là không bao giờ mà phải tôn thờ thằng chó đẻ, thằng tội đồ, thằng xuất vật, thằng yêu tinh Hồ Chí Minh và không nghe lời của Đảng. Dẹp mẹ nó cái ban trị sự qua một bên. Quốc danh khốn nạn. Cho nên những chùa ở Việt Nam phải cẩn thận nha. Lisa mong rằng năm sau vào mùa Phật Đản, không phải là đem ra ngoài đường để hình của Phật Đản, mà vấn đề là giơ tay lên trời, rồi bắt đầu là để cây cờ máu tháng, cây cờ máu chó, cây cờ máu tanh giết người mà cắm lên trên trận được. Ông Phật Thích Ca ngày xưa ông đi ra, khi mà ông ra đời, ông đi 7 bước có 7 hoa sen, ông giơ tay lên trời, giơ tay xuống đất, ông nói là thiên hạ, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, chỉ có một mình ơn tôi thôi. Mà bây giờ nó là kêu bằng, nó phải trong tương lai nó đổi lại là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, là những đề là kêu bằng là nhị tôn. Nhị tôn là gồm có thằng chó đẻ ma đầu Hồ Chí Minh lên, rồi mới tới ông Phật. Nó khốn nạn, chị nghe nói rồi. Ở trong ban trị sự bắt đầu nó sẽ nói lại, bắt đầu là ma vương mà,
Nó nói là bây giờ đó là ngày xưa đó phải kể. Kể là khi Phật Thích Ca ra đời đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tức là trên trời dưới đất chỉ có ta là một thôi. Thì bây giờ sửa lại là thiên thượng thiên hạ duy ngã nhị tôn. Chứ không còn là độc tôn nữa. Độc tức là có một thôi mà nhị là hai đó. Cho nên thiên thượng thiên hạ duy ngã nhị tôn. Tức là gồm có thằng chó đẻ Hồ Chí Minh luôn nữa. Bởi cho nên trước Phật Đản nó phải treo cờ, phải để thằng chó đẻ Hồ Chí Minh như vậy. Nha. Chị Lisa ơi, tới đây thịt lợn còn có 25.000 một ký. Người dân bán thịt lợn cũng đang điêu đứng đây kìa chị ơi. Ừ, ở Việt Nam là như vậy đó. Chị ơi, là chị thằng chó Phan Hùng đang núp ở trong công an phường 13 quận Gò Vấp. Đó chị, bây giờ nó đi ra đường nó bịt mặt kính y như là bọn khủng bố Al-Qaeda. Nó hiện đang trốn chui trốn nhủi, đảng đang bảo vệ nó. Chị chửi cho chết con gái mẹ nó đi, nghe không chị? Chửi làm gì? Thứ này ra đường gặp là giết chết. Chửi làm gì? Chửi làm gì? Thứ này mà chửi làm gì? Thôi dẹp tụi bay quang bên đi. Phản động gì? Phản động là do cái đảng chó tụi bay nữa. Cái đảng của tụi bay đó là mới là phản động. Còn tao là tao động mồ động mã cái tà thuyết cộng sản tụi bay. Tao là tao động mồ động mã trong tà gia phả của thằng Nguyễn Phú Trọng, tức là thằng Trọng luôn. Tao động mồ động mã ở trong thằng Hồ Chí Minh. Tao động mồ động mã cái lũ dư luận viên tụi bay. Tao động mồ động mã mà tới nỗi tụi bay không trái hàng rạc chết hàng loạt. Tao động mồ động mã vô thằng cha con gái mẹ tụi bay nữa chứ mà đặt trả vô đây mà chửi phản động. Đồ cái thứ đầu bò óc chó não lượng. Tao nói xong rồi, bây giờ gần cuối giờ tao mới lôi đầu cái lũ cuồng hồ cuồng đảng, những cái lũ đầu tôm, những cái lũ mà ăn đầu tôm xương cá vô đây mà chửi tao. Tao chửi cả dòng cả họ, thằng chó con chó nào mà cuồng hồ cuồng đảng cho đây chửi tao. Tao lôi cả dòng cả cha ba sáu họ, cha ba ba họ mẹ của tụi bay cho đây phản động, phản thằng cha con gái mẹ tụi mày, đồ cái thứ súc vật. Tao phản động, tao nói chuyện tao khùng điên mà chạy vô trong đây lết cái mặt chó vô đây mà nghe tao chửi. Về hỏi cha hỏi mẹ của tụi bay đi. Biết người ta như vậy mà chạy vô đây nghe đạt gì hả? Bài đạt vô trong đây tưởng mình hay lắm. Bài đạt vô đây sủa. Tao sủa mà trong đây gần cả 3.000 người nghe. Biết không? Mỗi người dân Việt Nam nghe một cái video lên gần cả 100.000 người nghe. Nếu đảng Cộng sản tụi bay không che đậy thì gần cả 1 triệu người vào nghe. Sủa là do những cái lo tuyên truyền của cái đảng đỉ sủa. Sủa là do những thằng chó đẻ sủa. Sủa là do những cái lũ mà đầu bò óc chó não lợn tụi bay mới là sủa. Nhớ chưa? Chết chưa? Chết như trong những lực lực mà cái đắp đó chó đẻ cuồng hồ cuồng đạt tụi bay. Cái lũ này là cái lũ ngục ngu nè. Cái lũ này là chết là toàn là ở trong cái vấn đề lập cho bằng là ngạ quỷ. Trong cái ngã mà địa ngục không nè. Cho nên tụi bay tôn thờ đi. Tôn thờ cái tà thuyết chó đẻ cộng sản đó đi. Nghe chưa? Nghe chưa? Bây giờ được có chút đỉnh những lực lực của cải tiền bạc hút mát của người dân đó. Tụi bay ngồi tới binh vực chế độ đi. Ngồi chậm khu lên mà binh vực chế độ đi con. Nghe mà đặt chửi không? Tao dũng vô mặt tụi bay, tao dũng vô đầu tụi bay cho tao mà chửi. Ừ, khùng vô đây làm chi? Khùng vô mày nghe làm gì? Hả? Khùng mà tao biết lôi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh ra. Khùng mà tao chửi cả một tập đoàn đảng Cộng sản Việt Nam. Tao chửi cái tà thuyết Cộng sản mà phải rung rinh. Khùng. Đúng rồi. Khùng mà nói chuyện được 3-4 ngàn người nghe. Khùng mà nói chuyện trên 100.000 người, 1 triệu người nghe. Vậy cũng phải nên khùng. Còn tụi mày tỉnh quá mà tụi bay đi tôn thờ yêu tinh. Tụi bay tỉnh quá mà tụi bay đi tôn thờ cái lũ súc vật đảng Cộng sản khốn nạn. Biết chưa? Biết không? Nhục chưa? Tao mà nói tới tụi bay rồi đó là bỏ số chó chơi bỏ mèo mèo ủa ra. Chứ đâu vậy ra chửi tao. Hôm nay tao chưa có thèm nói tới tụi bay là cái thứ mà lóc cốc len keng. Tụi bay là thứ lòng tâm lục chốt. Tụi bay là những cái kẻ mà những đây là thả chiếu trôi lên, thả diều trôi xuống. Tao không thèm nói tới cái lũ mà trẻ trâu đầu bò óc chó não lượng. Tụi bay đặt chửi đây vô. Có mấy câu mà đặt chửi. Tụi bay đủ trình độ chửi cho tao không? Tao chửi ngày này qua tháng nọ, năm này qua ngày kia. Tao chửi từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ. Ngôn luận biện tài, văn chương trôi chảy, lưu loát, dùng sức cả cánh tay suốt từng mảnh giấy. Những lời nói của Lisa nói ra không cần văn bản, không cầm giấy mà đọc như những thằng đầu bò ở Bộ Chính trị. Nói vẫn thao thao bất tuyệt, văn chương biện tồn, ngôn luận biện tài. Ở đó mà tụi bay ngồi đây tụi bay nói chuyện, tụi bay đủ trình độ tụi bay nói chuyện giống như Lisa không?
Tôi mới đem những cái thằng mà từ thời của thằng Lê Dũng, từ thời của thằng Lê Hồng Phong, từ thời của thằng Tổng Bí Thư là Trần Phú ra coi có thằng chó nào trong cái tà thuyết Đảng Cộng sản Việt Nam mà nói chuyện mà vấn đề là kêu bằng là lưu lớp mà trôi chảy như Lisa không? Hễ mà nói đúng vào cái tim đen của tụi bay, nói đúng vào cái lũ mà dạ mang, cái thú mà cầm thú của tụi bay là bắt đầu là tụi bay nhảy cứng lên rồi. Nha. Yeah. Mày ngon mày về Việt Nam, tao về 2005 tụi bay lại, tao cho tao đi qua Mỹ và kêu tao về. Muốn kêu tao về thì lót thảm đỏ mời tao đi tao về cho mà xem. Lót thảm đỏ. Đăng lên đài truyền hình, nan nỉ anh Mỹ cho con Lisa Phạm về rồi qua đây quỳ lại tao, tao đi về liền. Tao bước về liền. Tao về Việt Nam là lũ ma vương tụi bay, là cái lũ yêu tinh tụi bay phải quỳ lại tao. Tao đi về cho tụi bay xem. Đừng có đặt mày ngon mày về đây. Mày tưởng tao sợ cái đồng quỷ của tụi bay không dám về à? Tao bước về cho tụi bay coi, tải thảm đỏ đi. Bà đặt về. Chị ơi là chị hết giờ rồi kìa chị ơi. À thôi, hết giờ rồi thì thôi. Hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại quý vị chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai nha. Tóm lại ngày hôm nay là nói về tình hình ở Việt Nam, đất nước Việt Nam chả có gì mà đáng sống cả. Không có gì mà đáng sống cả. Cho nên Lisa nói để cho mọi người thức tỉnh, mà phải mạnh mẽ, mà phải đứng lên, mà phải tự bảo vệ lấy bản thân của mình, gia đình của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye. À quên nữa, ở trên Facebook á, nó mới gửi cho Lisa, nó nói trong tương lai cái chương trình của mày có thể là dịch ra tiếng Anh nữa, tức là dịch ra 100+ ngôn ngữ cho thế giới người ta nghe luôn nữa. Cho nên những bài viết của Lisa sẽ thông dịch ra hết. Cho nên Lisa mong rằng là Facebook sẽ có những chương trình đó để mà thông dịch tiếng nói của Lisa ra cho tất cả toàn thế giới nghe luôn nữa. Đảng tụi bay hãy nên tận dụng nhiều người vô đi để mà trả lương cho nó đi, để ngăn cản tiếng nói của Lisa. Nha. Yeah. Bye bye. Chào tất cả các bạn.